bây giờ nó đã vô chính vụ của con quốc biển, hay còn gọi là quốc móc, quốc đen, chích ré miền Tây. Mấy file này là file gốc, anh em nào cần cái file này liên hệ với Thuận để Thuận đưa bản gốc, đây là bản demo. Thuận xin chàng ban nhạc vô đây giữ bản quyền, anh em cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình để Thuận tư vấn thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều.